Từ lời cầu cứu, đội hiệp sĩ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công một cô gái 17 tuổi ra khỏi quán cà phê nhạy cảm mang tên Sương Đêm ở xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch. Cô gái cho biết mình quê ở Lâm Đồng, khi xuống thành phố Hồ Chí Minh xin việc làm thì được một trung tâm đưa đến quán cà phê Sương Đêm do Nguyễn Văn Nam sinh năm 1983 làm chủ để làm việc. Tại đây, cô bị buộc phải phục vụ cà phê kích dục hay thậm chí phải bán dâm cho khách ngay tại quán sau khi tiếp nhận nạn nhân công an xã phước thiền đã mời tất cả các bên liên quan về công an xã làm việc thiếu tá phạm minh toán trưởng công an xã phước thiền cho biết quán cà phê sương đêm đã nhiều lần bị kiểm tra nhắc nhở tuy nhiên vẫn liên tục xảy ra vi phạm